Trong video này, kênh YouTube Kho Tư Liệu Xây Dựng xin kính giới thiệu đến quý vị về một cửa lá sách bằng nhôm thông gió cho một phòng vệ sinh bên trong một phòng ngủ của nhà ở gia đình. Thì đây là một cái tường của một cái phòng vệ sinh thông ra khu vực cầu thang. Và để tận dụng cái không gian thông thoáng của cầu thang để thông thoáng cho cái phòng vệ sinh thì người ta dùng một cái cửa lá sách như thế này. Đây là chúng tôi ghi hình phía bên ngoài. Còn bây giờ chúng tôi xin quay vào bên trong nhà vệ sinh, quay ra. Quý vị sử dụng cái cửa thông gió như thế này sẽ giúp cho cái khu vực vệ sinh chúng ta được thông thoáng, nó không có bị ngột ngạt trong cái quá trình sử dụng. Và chúng ta sử dụng cái cửa lá sách lý do là để giúp cho cái việc ngăn sự ngăn một cái có thể là người đi ở bên ngoài khu vực cầu thang sẽ vô tình nhìn vào bên trong, cũng có thể là cái người bên trong phòng vệ sinh cảm giác như là có người ở bên ngoài nhìn vào, cho nên là việc sử dụng nhà vệ sinh sẽ không có thoải mái. Cái lá sách như thế này sẽ giúp để ngăn cái cảm giác đó. Có những cái cửa thông gió cho vệ sinh như thế này, nhưng nó nằm ở những khu vực không phải là cầu thang thì người ta sẽ dùng một cái kiểu cửa khác. Thì bây giờ chúng tôi sẽ giới thiệu cho quý vị một cái kiểu cửa như thế như vậy. Ví dụ đây là một cái phòng ngủ cũng có một cái phòng vệ sinh, nhưng nó không có thông ra cầu thang mà nó thông ra một cái sân sạch. Thì người ta sẽ dùng cái cửa như thế này, cửa bậc kiến. Thì lúc đó thì chúng ta sẽ lấy ngoài lấy gió thì chúng ta có thể là lấy sáng được mà không có sợ cái người bên ngoài nhìn vào. Tất nhiên là nếu chúng ta cảm giác như có người ở những cái nhà khác cách đó nhìn vào thì chúng ta có thể dùng kiến mạng, nhưng mà không cần phải dùng lá sách để có thể lấy sáng được. Kênh YouTube Kho Tư Liệu Xây Dựng xin chân thành cảm ơn quý vị đã quan tâm đến kênh cũng như quan tâm đến video này. Quý vị có thể bấm đăng ký kênh để được cập nhật những video được quay từ thực tế công trình mà chúng tôi post lên kênh hàng ngày.